Hello, Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 18 tháng 8 năm 2021. Lộc và Loan xin trân trọng kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thật nhiều niềm vui. Nam California ra lệnh báo động tiết kiệm nước đối phó hạn hán. Nhà tang lễ quyết không chịu giao tro cốt của người chồng vừa mất. Quá phụ phát hiện bí mật cay đắng bị giấu kín suốt nửa đời người. Mỹ chuẩn bị kế hoạch chích một mũi vaccine tăng cường vào tháng 9. Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng 500 triệu đô la từ quỹ khẩn cấp liên bang để tái định cư hàng ngàn người tị nạn Afghanistan. Cựu tổng thống George Bush lên tiếng khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Người Mỹ đổ lỗi cho cựu tổng thống Bush về sự thất bại ở Afghanistan. Mỹ điều tra vụ máy bay C-17 cán chết người ở Kabul. Taliban ra lệnh không một sợi tóc nào được phép rơi khỏi đầu các nhà ngoại giao Nga. Tổng thống lâm thời Afghanistan kêu gọi toàn dân kháng chiến. Bộ trưởng Bộ Y tế ra lệnh Sài Gòn nếu phát hiện F0, cô lập nhà, phát túi thuốc và đồ dùng cá nhân. Tin đầu tiên của ngày hôm nay, Nam California ra lệnh báo động tiết kiệm nước đối phó hạn hán. Tin từ Los Angeles, sở thủy cục đô thị Nam California MWD ra lệnh là tiết kiệm nước giữa lúc hạn hán nghiêm trọng khắp miền Tây của nước Mỹ, theo nhật báo The Orange County Register. Lệnh này kêu gọi cư dân phải tự nguyện bớt sử dụng nước 15% và là dấu hiệu cho biết MWD có thể sẽ thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm khác như là giảm cung cấp nước cho 26 sở thủy cục địa phương mà MWD phục vụ và phạt tiền nơi nào sử dụng nước quá mức. Mặc dù có thể hy vọng năm sau sẽ có mưa nhiều hơn, nhưng chúng ta phải chuẩn bị vì năm sau cũng có thể sẽ tiếp tục khô hạn. Ông Adel Haga Khalil là tổng giám đốc của MWD cho hay trong một buổi họp báo. Thật sự chúng ta không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nên chúng ta phải chuẩn bị. Mỗi giọt nước tiết kiệm hôm nay sẽ là giọt nước có thể dùng cho ngày mai. MWD lấy nước từ sông Colorado và miền Bắc California. Hội đồng quản trị cơ quan này đã ra quyết định gọi cư dân tự nguyện bớt sử dụng nước từ hôm thứ Ba, một ngày sau khi chính phủ liên bang lần đầu tiên công bố sông của Colorado thiếu nước. Trước tình trạng đó, thì chính phủ liên bang ra lệnh bắt buộc giảm cung cấp nước sông cho Arizona là 18% và Nevada là 17% và cũng giảm cung cấp cho Mexico từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022. Mực nước ở các hồ dự trữ ở Bắc California cũng đang cực kỳ thấp. Vừa qua mình thấy cũng có được một vài trận mưa mà cũng ít quá, không có đủ đầu vào đầu hết ha. Mưa mà hồi đó là còn nhớ ở Việt Nam mà ba Lộc thấy mưa vậy, ba gọi là mưa thằng lặng đái. Có nghĩa là nó dài dọn thôi. Cho nên bây giờ chúng ta cố gắng tiết kiệm nước chứ không thôi là sẽ bị ngưng nước, giống như là bị cúp điện vài tiếng hay là ngưng nước vài tiếng, lúc đó càng mệt mỏi hơn ha quý vị. Ví dụ như mình làm gì, mình rửa chén cũng vậy, mình chà xà bông thì mình ngưng nước, mình tắt nước, chịu khó tắt mở nhiều lần và sẽ tiết kiệm được cũng rất là nhiều nước đó quý vị. Nhà tang lễ quyết không chịu giao tro cốt của người chồng vừa mất. Quá phụ phát hiện bí mật cay đắng bị giấu kín suốt nửa đời người. Câu chuyện xảy ra ở tại Maryland vào hồi tuần trước. Bà Demetra Street là một người phụ nữ 52 tuổi. Bà đã đưa đơn kiện lên tòa án tiểu bang Maryland đòi nhà tang lễ Willie ở thành phố Baltimore khoản tiền bồi thường khổng lồ lên đến 8,6 triệu đô la. Bà Demetra cho biết sai phạm nghiêm trọng của nhà tang lễ này đã khiến bà lâm vào khủng hoảng tinh thần và bị trầm cảm nặng. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2021, chồng của bà, ông Evan Street, 67 tuổi, đã qua đời đột ngột sau một cơn đau tim. Bà đã ký hợp đồng với nhà tang lễ Willie ở gần nhà để lo làm tang lễ và hỏa táng chồng mình. Sau quá trình hậu sự diễn ra như bình thường cho đến khi bà Demetra đến lấy tro cốt của chồng về nhà để thờ cúng, phía nhà tang lễ đã bất ngờ từ chối yêu cầu đưa tro cốt cho ông Evan cho gia đình, dù đây rõ ràng là việc hiển nhiên. Không chấp nhận được, bà đòi phải giải thích. Sau một hồi tranh cãi, nhà tang lễ mới gửi cho bà một email tiết lộ một sự thật gây sốc. Đến lúc này gia đình mới biết hóa ra lọ tro cốt của ông Evan được đặt trong tang lễ hoàn toàn là giả. Bản thân người đã mất không hề được hỏa táng mà đã chôn cất từ vài ngày trước đó. Thậm chí một tang lễ khác của ông Evan đã được tổ chức ngay tại nhà tang lễ Willie mà bà Demetra hoàn toàn không hay biết gì. Người đứng ra làm tang lễ và chôn cất cho ông là bà Renee Cook,
Đến lúc này, khi chồng qua đời, bà Demetra mới biết được bí mật đau đớn là ông Ivan đã có vợ từ trước khi kết hôn với bà. Và người đàn ông này đã sống một cuộc đời với sự phân thân cho hai gia đình, có nghĩa là hai người vợ, mà bà này không hề biết gì cái người vợ kia là đã sống trước khi mà lấy bà luôn. Wow, ông này giống như Superman này. Tại sao mà ông sống với là bà kia, mà ông sống với bà này mà bà này không hề biết là ông đã có một cái đời vợ trước đây. Ừ. Và cái thông tin quá sốc này khiến bà vô cùng tức giận và bà đã bị suy sụp. Trong khi đó thì bà Renee là biết ông này có bà vợ sao. Biết ông này vẫn sống với một người khác, nhưng mà bà vẫn chấp nhận điều đó. Và khi ông Ivan qua đời thì bà là người đã đến nhà tang lễ và đề nghị lo hậu sự cho ông và an táng theo kiểu chôn cất phía bên tổ chức tang lễ. Lúc đó thì bên phía nhà tang lễ họ đã ký hợp đồng làm đám tang và dịch vụ hỏa táng với bà vợ sau. Tuy nhiên thì bà vợ trước, bà yêu cầu là mặc kệ và phải tiến hành tang lễ của mình trước. Bà quả phụ Demetra đã tố cáo nhà tang lễ đã cố tình thực hiện cả hai tang lễ, ký hai hợp đồng với mục đích nhận tiền của cả hai người vợ. Trong khi hợp đồng bà ký lễ hỏa táng thì giá trị là 2.500 đô, còn bà Renee thì mua cả miếng đất và có giá trị cao hơn nhiều, cho nên họ đã làm cái phần việc bên phía mà số tiền cao hơn, thưa quý vị. Có nghĩa là nhà tang lễ này họ biết đây là một bi kịch của hai gia đình, nhưng mà họ vẫn tiến hành, họ làm và không màng gì đến cái người phụ nữ mà người vợ thứ hai, thưa quý vị. Và bà này cho đến bây giờ bà cũng không thể nào chịu đựng nổi sự thật quá tàn khốc. Và bà nói là cái cuộc hôn nhân của mình bao năm qua chỉ là một cú lừa. Thì bà đã thưa kiện cái nhà tổ chức tang lễ đó, thưa quý vị. Đúng ra là bà thưa kiện ông chồng, tại vì ông chồng ông làm cho xáo trộn cuộc đời của bà. Đúng hơn thì đâm ra không có ông chồng đã mất rồi, thì bà mới sốc quá, bà mới thưa kiện cái chỗ mà mai táng. Mà đúng ra chỗ mai táng thì làm như vậy là không đúng ha. Quá không đúng. Tại vì một người chết mà làm hai cái tang lễ, một cái tang lễ là thiêu và một cái tang lễ là chôn dưới đất. Hai cái hợp đồng rành rành đó họ vẫn ký rõ ràng, mà họ ký với lại cái bà này trước mà mới chết chứ. Họ ký với bà này và họ thấy cái kia cô bộ có tiền nhiều hơn và họ tiến hành làm cho bên kia trước. Sốc ha. Coi như là chồng chết mới phát hiện, còn nếu mà chồng còn sống thì không đời nào bà biết được cái chuyện mà ông vẫn sống như là cái gia đình trước. Thì bà vẫn sống hạnh phúc tới cuối suốt cuộc đời, thà đừng biết. Bởi vì cuộc đời này có những cái chuyện mà mình không thể tưởng tượng là nó có thể xảy ra ha quý vị. Giống như nhiều khi mình thấy vợ chồng sống hạnh phúc như vậy, đâu biết giấu bà nào ở đâu. Lâu lâu trốn đi một chút sao mình biết được. Trời, nói gì vậy, tự nhiên giấu ai vậy? Dẫu có dẫu niềm đau chung dẫu, để cuối tuần đọc hát bài niềm đau chung dẫu cho quý vị nghe nha. Mỹ chuẩn bị kế hoạch chích một mũi vaccine tăng cường vào tháng 9. Chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch chích một mũi vaccine tăng cường cho người dân Mỹ sớm nhất là vào giữa hoặc cuối tháng 9, trong khi chờ cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA cho phép. Nguồn tin này cho biết là những viên chức y tế trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đồng lòng với quan điểm rằng hầu hết mọi người nên chích mũi thứ 3 8 tháng sau khi họ hoàn thành việc chích ngừa cho hai mũi ban đầu. Theo tờ thông báo của New York Times thì những viên chức đang có kế hoạch công bố quyết định của chính quyền sớm nhất là trong tuần này, với mũi chích tăng cường đầu tiên sẽ dành cho các cư dân ở viện dưỡng lão và nhân viên chăm sóc sức khỏe, tiếp theo là những người lớn tuổi khác. Vào tuần trước thì cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã cho phép tiêm liều thứ 3 của Pfizer và Moderna cho những người có hệ thống miễn dịch yếu, và mục tiêu của chính quyền là để cho những người nhận vaccine Pfizer hoặc Moderna biết rằng họ sẽ cần được bảo vệ bổ sung chống lại biến thể Delta của coronavirus. Tờ New York Times nói thêm rằng các viên chức cũng mong đợi những người được chích vaccine Johnson & Johnson một liều cũng sẽ cần tiêm thêm một mũi nữa. Mấy ngày nay thì ba của Hồng Loan cũng có hỏi về cái mũi thứ ba họ đã bắt đầu cho những người mà có bệnh được chích đó quý vị. Thì Hồng Loan cũng đang liên lạc để mà ba chích thêm mũi thứ ba nữa. Và ngoài ra đó thì mình sắp có công việc làm mới rồi. Những cô chú mấy người lớn, thì mấy người lớn đây quý vị biết ai cũng có bệnh này bệnh kia đó, thì cũng gọi
gọi cho Loan tới tấp nữa là con ơi, chừng nào chích mũi thứ ba con đăng ký giùm cô, đăng ký giùm chú này nọ, coi như là mình sắp có job mới. Đó ở đây để cho ai những em mà chưa biết là Lộc với Loan làm công việc đó, hãy lục lại cái video mà Lộc với Loan chở mấy cô chú đi chích ngừa cách đây hồi tháng 1 với tháng 2 là những cái đợt đầu tiên. Lúc đó nhớ là trời ơi, đăng ký để mà ghi danh để mà chích rất là khó luôn, và hiện bây giờ Loan cũng lên thử mà cũng chưa có ghi danh được cho ba nữa, và mình cứ phải theo dõi liên tục đó quý vị. Bây giờ thì Lộc nghĩ là cái hệ thống chích ngừa họ đơn giản, dễ dàng hơn, có thể là tới nhà thuốc này nọ là đã chích được rồi. Còn lúc mà Lộc mà thời mà lúc mà cách đây mấy tháng trước đó, Lộc với Loan phải lên những cái chỗ nó đóng nghẹt và đi rất là khó khăn quý vị ơi. Tổng thống Joe Biden sẽ sử dụng 500 triệu đô la từ quỹ khẩn cấp liên bang để tái định cư hàng ngàn người tị nạn Afghanistan. Theo thông báo chính thức từ Tòa Bạch Ốc thì 500 triệu đô la sẽ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu di cư và tị nạn khẩn cấp cho các nạn nhân của cuộc xung đột và những người khác gặp rủi ro do tình hình ở Afghanistan. Quyết định này được đưa ra dựa trên đạo luật hỗ trợ người tị nạn và di cư năm 1962, cho phép tổng thống rút tiền từ một quỹ đặc biệt trong trường hợp xảy ra khủng hoảng, khiến số người tị nạn phải di tản tăng đột biến. Ông Biden từng rút 46 triệu đô la từ quỹ khẩn cấp vào hồi tháng 6 để giúp tái định cư người Afghanistan và thêm 54 triệu đô la vào tháng trước. Nhưng việc Taliban tiếp quản chính quyền Afghanistan trong chớp mắt dường như đã khiến ông Biden phải thay đổi kế hoạch. Trước đó, thì việc các tay súng Taliban tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày Chủ nhật đã khiến hàng ngàn người dân rất là hoảng loạn. Sơ tán khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới sân bay ở Kabul để giám sát việc sơ tán các nhân viên ngoại giao. Và hiện chưa rõ thì Mỹ sẽ tiếp nhận bao nhiêu người tị nạn. Các chuyến bay quân sự di tản các nhà ngoại giao và dân thường đã nối lại ở sân bay Kabul vào đầu ngày thứ ba. Ngoài Mỹ thì máy bay quân sự đầu tiên của Pháp đã chở công dân nước này đã rời Afghanistan và đã hạ cánh xuống Abu Dhabi. Trong khi đó, máy bay quân sự đầu tiên của Đức đến Kabul chỉ có thể sơ tán có 7 người do tình trạng hỗn loạn tại sân bay. Đức có kế hoạch sơ tán hàng ngàn người mang hai quốc tịch Đức và Afghanistan, cũng như các nhà hoạt động nhân quyền, luật sư và những người từng làm việc với các lực lượng nước ngoài. Như vậy là Tổng thống Joe Biden phải lấy 500 triệu đô la để mà lo cho những người ở Afghanistan, họ phải di tản gấp rút, cũng như là khi mà họ có những cái cuộc sống mới ở Mỹ thì cũng phải có sự trợ giúp của nhà nước nha quý vị. Cựu Tổng thống George Bush lên tiếng khi Taliban tiếp quản Afghanistan. Ông George Bush đã phá vỡ sự im lặng của mình về việc Taliban nhanh chóng tiếp quản Afghanistan, dẫn tới một cuộc di tản rầm rộ của công dân Mỹ và các đồng minh Afghanistan. Ông nói, Laura và tôi đã theo dõi những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở Afghanistan với nỗi buồn sâu sắc. Bush và vợ Laura Bush cho biết trong tuyên bố chung, trái tim của chúng tôi rất nặng nề đối với cả những người dân Afghanistan đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và đối với những người Mỹ và các đồng minh NATO đã hy sinh rất nhiều. Ông Tổng thống Bush thứ 43 từ năm 2001 đến năm 2009 chỉ đề cập một lần nhắc đến Tổng thống Joe Biden và không nhắc gì đến cựu Tổng thống Donald Trump, người đã đưa ra quyết định rút lui vào năm ngoái. Laura và tôi tin tưởng rằng các nỗ lực di tản sẽ có hiệu quả vì chúng được thực hiện bởi những người lính của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, các đoàn ngoại giao và cộng đồng tình báo, và chúng tôi muốn nói chuyện trực tiếp với họ cùng với những cựu binh từng phục vụ ở Afghanistan. Nhiều người trong số các bạn phải đối mặt với vết thương chiến tranh cả hữu hình và vô hình, và một số người đã phải hy sinh cuối cùng trong cuộc chiến chống khủng bố. Các bạn đã tiêu diệt kẻ thù tàn bạo và từ chối Al-Qaeda, một nơi trú ẩn an toàn trong khi xây dựng trường học, gửi đồ và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Các bạn đã giữ nước Mỹ an toàn trước các cuộc tấn công khủng bố khác, cung cấp hai thập kỷ an ninh và cơ hội cho hàng triệu người và khiến nước Mỹ tự hào. Chúng tôi cảm ơn các bạn từ tận đáy lòng của chúng tôi và sẽ luôn tôn vinh những đóng góp của các bạn. Trước đó thì Karl Rove, từng là cố vấn cao cấp và phó chánh văn phòng tại Tòa Bạch Ốc của ông Bush, cho biết ông chủ cũ của tôi chắc chắn rất buồn về tình hình của Afghanistan, nơi mà các lực lượng phần lớn từ chối tham gia cuộc chiến chống lại Taliban đang phát triển. Ông cũng cho biết là Taliban đã sẵn sàng phục hồi chế độ tàn bạo của mình sau hai thập kỷ.
Trong những thời điểm như thế này, thật khó để giữ sự lạc quan, ông Bush đã nói. Laura và tôi sẽ kiên định giữ vững như vậy, giống như đất nước của chúng tôi. Afghanistan được tạo nên từ những con người kiên cường, sôi nổi, và gần 65% dân số dưới tuổi 25, họ sẽ lựa chọn cơ hội, giáo dục và tự do, cũng sẽ quyết định tương lai của Afghanistan. Tất cả chúng ta hãy quyết chung tay trong việc cứu sống và cầu nguyện cho người dân Afghanistan. Trong suốt cái thời kỳ mà mấy ngày liên tiếp mà chiến sự nổ ra cả tuần lễ, không thấy ông lên tiếng nói tiếng nào ha. Rồi bây giờ bắt đầu sự việc đã xong, nó đổ bể tùm lum rồi bắt đầu mới lên tiếng ca ngợi những người lính Mỹ đã bỏ thân mình, đã bỏ công bỏ sức mình ở Afghanistan. Người Mỹ đổ lỗi cho cựu tổng thống Bush về sự thất bại ở Afghanistan. Theo một cuộc thăm dò mới của Insider thì nhiều người Mỹ đã đổ lỗi cho ông Bush về thất bại của Mỹ ở Afghanistan hơn bất kỳ tổng thống nào khác kế nhiệm ông. Khoảng 4 phần 10 người được hỏi cho biết Bush chịu trách nhiệm lớn nhất về kết quả của cuộc chiến. Insider đã khảo sát 1.105 người trả lời từ ngày 16 cho đến ngày 17 tháng 8 thông qua SurveyMonkey Audience. Những người được hỏi được yêu cầu xếp hạng với 9 người theo thứ tự chịu trách nhiệm của từng người đối với kết quả của chiến tranh Afghanistan. Sơ đứng thứ nhất là Taliban, 55% là lỗi lớn nhất. Đứng thứ hai là lãnh đạo Afghanistan, 48%. Đứng thứ ba là quân đội Afghanistan, 41%. Đứng thứ tư là George Bush, 34%. Đứng thứ năm là lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ, 31%. Thứ sáu là Joe Biden, 29%. Thứ bảy là Barack Obama, 21%. Thứ tám là Donald Trump, 22%. Và thứ chín là quân đội Hoa Kỳ, 20%. Chúng ta còn nhớ là ông Bush đã ra lệnh cho Mỹ đánh vào Afghanistan vào hồi tháng 10 năm 2001 sau cái vụ khủng bố 11 tháng 9. Thì Taliban, lực lượng kiểm soát đất nước vào thời điểm đó, đã để Afghanistan trở thành một nơi trú ẩn rất là an toàn cho Osama Bin Laden và cái nhóm khủng bố Al-Qaeda. Và Mỹ nhằm muốn tiêu diệt Al-Qaeda là cái tổ chức mà gây ra cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, thì đã tấn công vào Afghanistan. Và ngay sau cuộc đổ binh vào năm 2001 thì ông Bush đã từ chối lời đề nghị của Taliban về việc bàn giao ông Bin Laden để đổi lấy việc Mỹ ngừng ném bom ở Afghanistan. Đến tháng 12 năm 2001 thì Taliban rút lui và ông Bin Laden đã trốn sang Pakistan. Và ông Bin Laden cuối cùng đã bị giết bởi lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ trong một cuộc chiến dịch ở Pakistan vào những năm 2011 dưới thời chính quyền của ông Obama. Nhưng mà cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan vẫn tiếp tục trong một thập kỷ nữa khi mà Taliban đã tiến hành một cuộc nổi dậy chống lại Mỹ và các đồng minh. Ông Obama đã giám sát sự gia tăng lớn của quân đội Mỹ ở Afghanistan trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Ông đã tìm cách đưa quân đội Mỹ về nước vào cuối nhiệm kỳ thứ hai của mình nhưng đã không thực hiện được. Mỹ điều tra vụ máy bay C-17 cán chết người ở Kabul. Quý vị cũng biết là cái chiếc máy bay C-17 vừa qua đã chở 640 người di tản khỏi Afghanistan đó. Thì người ta đã đu lên cái máy bay, có những người đó quý vị, khi mà đã đáp máy bay xuống ở Qatar rồi đó, thì họ vẫn còn đu trên máy bay nhưng mà họ đã chết rồi. Và cái lúc mà máy bay lăn bánh thì có người đã bị máy bay cán qua và cũng đã chết. Thì hiện nay Mỹ đang điều tra về vấn đề này. Việc xảy ra khi mà có quá đông người Afghanistan vây quanh cái chiếc máy bay, họ muốn tìm cơ hội để tháo chạy mà, thì không ngờ đã gây ra những cái chết rất là đáng thương. Văn phòng điều tra đặc biệt của không quân đang xem xét lại hoàn cảnh dẫn đến sự việc máy bay C-17 cán chết người trong ngày 16 tháng 8 khi hàng trăm người vây quanh máy bay này tại sân bay Kabul. Khi mà máy bay này hạ cánh xuống Qatar, nhà chức trách mới phát hiện được là có thi thể của người đã bị kẹt dưới cái bánh xe. Và có những đoạn video vào đầu ngày 16 tháng 8 của các đài đã quay được là có nhiều người đã bám vào cái chiếc C-17 này hoặc là chạy xung quanh chiếc máy bay vừa hạ cánh và còn đang lăn bánh trên đường băng ở Kabul.
Bà Ann Stefanik là người phát ngôn của Không quân Mỹ cho biết, văn phòng điều tra đặc biệt phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Cơ động trên không của Không quân Mỹ và các đối tác quốc tế chủ trì cuộc điều tra do vụ việc liên quan đến mạng người xảy ra trên máy bay quân sự của Mỹ. Và cuộc điều tra sẽ xem xét kỹ mọi vấn đề để làm rõ sự thật về sự việc bi thảm này và cũng xin chia buồn với gia đình của người đã khuất. Mình thấy đúng là hôm bữa đó mình thấy coi như là cũng có những người, người ta biết là đang quay phim, người ta vừa chạy mà người ta vừa gì nè, vừa chào cái người mà quay cái cảnh đó đó. Rồi có những người là chạy ôm cái bánh xe nè, mình thấy bay ôm, rồi có người đu, người ta gọi là đu cánh máy bay đó. Mà sao mà làm được, máy bay nó quá lớn đi. Taliban ra lệnh không một sợi tóc nào được phép rơi khỏi đầu các nhà ngoại giao Nga. Trong khi nhiều quốc gia phải gấp rút dọn sạch đồ đạc và nhanh chóng di tản các nhân viên đại sứ quán của mình rời khỏi Afghanistan, thì Nga vẫn bình chân như vậy. Theo tin của AFP, Moscow đã chuẩn bị từ rất lâu cho sự xuất hiện của Taliban ở Kabul và các tay súng của nhóm vũ trang này đã bảo đảm với Điện Kremlin rằng không một sợi tóc nào được phép rơi khỏi đầu của các nhà ngoại giao Nga. Vậy là mấy ông đừng có tắm. Mấy ông tắm là rớt tóc á. Nếu mà ông mới không tắm mà rớt tóc là lỗi tại mấy anh chàng Taliban. Nó phải ký thêm một cái điều kiện như vậy nữa ha. Các nhà phân tích cho biết là quan điểm của Nga về Taliban rất là thực dụng. Điện Kremlin cũng muốn bảo vệ cái lợi ích của họ ở Trung Á, địa bàn mà Nga đang đặt ở một số căn cứ quân sự, đồng thời tránh để tình trạng xảy ra mất ổn định trong khu vực và nguy cơ chủ nghĩa khủng bố tràn đến ngõ cửa đất nước. Thông báo được Bộ Ngoại giao đưa ra vào hôm thứ Hai cho biết là tình hình ở Kabul vẫn đang ổn định. Đồng thời họ tuyên bố là Taliban đã bắt đầu khôi phục trật tự cộng đồng. Điều này hoàn toàn trái ngược khi vào năm 1992, khi mà những phần tử cứng rắn đang nắm quyền ở Afghanistan, thời điểm đó thì Moscow phải vật lộn để mà sơ tán những đại sứ quán của họ sau cuộc chiến thảm khốc kéo dài một thập kỷ. Ba thập kỷ sau, Điện Kremlin đã góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Taliban bằng cách nhiều lần tổ chức các cuộc đàm phán ở Moscow, bất chấp phong trào vũ trang này là một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga. Tiến trình đối thoại của Nga với Taliban là kết quả của sau nhiều năm đàm phán. Hồi tháng 7 năm 2021, thì Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov từng mô tả Taliban là một lực lượng hùng mạnh và đồng thời đổ lỗi cho chính phủ của Afghanistan đã làm chùn bước các cuộc đàm phán. Đặc phái viên của Điện Kremlin tại Afghanistan, Kamin Kabulov, nói với đài phát thanh Echo Moscow hôm thứ Hai rằng không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi thiết lập các mối quan hệ phong trào Taliban trong suốt 7 năm qua. Ý như là họ chuẩn bị từ lâu. Nga họ đã biết là Taliban sẽ sớm muộn, rất sớm là sẽ chiếm Afghanistan, cho nên họ tạo một cái mối quan hệ đối với Afghanistan là bây giờ là Nga vẫn bình chân như vậy ở ngay tại Afghanistan mà không sợ Taliban có thể dám đụng chạm gì tới mình, bởi vì đã được lệnh từ cấp trên mà. Tổng thống lâm thời Afghanistan kêu gọi toàn dân kháng chiến. Phó tổng thống thứ nhất của Afghanistan, ông Arullah Saleh, tuyên bố trở thành tổng thống lâm thời của nước này và kêu gọi kháng chiến. Đồng thời, ông cho biết ông đang liên hệ với các nhà lãnh đạo thế giới để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Theo hiến pháp Afghanistan, trong trường hợp tổng thống vắng mặt, chạy trốn, từ chức, qua đời, phó tổng thống thứ nhất sẽ trở thành tổng thống lâm thời. Tôi hiện đang ở đất nước của chúng tôi và là tổng thống lâm thời hợp pháp. Tôi đang liên hệ với tất cả các nhà lãnh đạo để tranh thủ sự ủng hộ và đồng ý của họ, ông Saleh đã viết trên Twitter. Bên cạnh đó thì ông kêu gọi đồng bào của mình hãy cùng tham gia kháng chiến. Khác với Mỹ, NATO, chúng ta không hề đánh mất tinh thần và vẫn nhìn thấy những cơ hội lớn ở phía trước. Các cảnh báo vô ích đã kết thúc, hãy tham gia cuộc kháng chiến, ông Saleh đã kêu gọi. Lực lượng của Tổng thống lâm thời Afghanistan, Arullah Saleh, đã tái chiếm vùng Sherika trực thuộc tỉnh Parwan phía bắc Kabul từ tay Taliban. Hãng thông tấn Sputnik dẫn một nguồn tin quân sự tại Kabul cho biết hiện tại các cuộc giao tranh với Taliban vẫn đang diễn ra ở ngoại ô Pajisir Gorge, vùng lân cận của tỉnh này. Trước đó, ông Saleh tuyên bố không giống như Tổng thống Ashraf Ghani đã tháo chạy khỏi Afghanistan, ông vẫn ở lại nước này.
Có nghĩa là bây giờ bắt đầu những cái cuộc nội chiến sẽ vẫn chưa có yên đâu. Coi như là Taliban họ đã chiếm được thủ đô Kabul rồi, nhưng mà vẫn chưa yên quý vị. Bây giờ ông tổng thống lâm thời này ông lại kêu gọi nổi dậy, đánh lại, và những cuộc nội chiến sẽ xảy ra nữa. Và vẫn còn chiến tranh tiếp tục, và người dân sẽ còn đau khổ dài dài nữa. Nhưng mà mình thấy sao mà coi như là họ Taliban họ đã tấn công vô mọi ngõ ngách rồi, có nghĩa là từ các bốn phía là họ đánh vô rồi, thì ở giữa thì chỉ có một nhóm nhỏ thôi. Bây giờ mình không biết là cái sức của quân đội của Afghanistan hiện thời bây giờ thì sao. Bộ trưởng Bộ Y tế ra lệnh Sài Gòn nếu phát hiện F0 cô lập nhà, phát túi thuốc và đồ dùng cá nhân. Thì lệnh từ Bộ Y tế là nếu như ở ngôi nhà nào mà phát hiện có một ca bệnh COVID-19 dương tính thì họ phải đóng cửa ngôi nhà đó lại, đồng thời thì phát cho họ thuốc để mà họ tự chăm sóc điều trị tại nhà, cùng với một cái túi là có đầy đủ những vật dụng cá nhân đủ một tuần lễ cho người bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế của Việt Nam nói rằng xét nghiệm tại chỗ, chăm sóc tại chỗ và an sinh tại chỗ sẽ góp phần làm giảm lây nhiễm, giúp hạn chế chuyển tình trạng nặng. Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Sài Gòn mở rộng thêm những tổ đáp ứng nhanh tại các xã phường, phải có những trạm oxy ngay tại những khu vực đó để mà cần thiết thì sẽ cấp cứu kịp cho người dân, những người nào mà đang bị dương tính mà tự chữa bệnh trong nhà, mà bị khó thở hay bị gì đó kêu gọi thì sẽ có oxy đem đến để mà giúp cho người bệnh qua được cái cơn đó, thưa quý vị. Và những bệnh viện nào, bệnh viện công nào của thành phố mà từ chối bệnh nhân thì đề nghị thành phố kỷ luật. Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh sẽ kỷ luật và cơ sở y tế tư nhân sẽ bị rút giấy phép ngay. Phải đặt tính mạng và sức khỏe người bệnh trên hết. Ngày hôm qua ở bên nhà có một người bạn rất là thân của Hồng Loan, nói là người dượng và dì của bạn bị bệnh COVID-19 dương tính, thì gia đình sợ quá mới đưa ba mẹ chạy vào ba cái bệnh viện, không bệnh viện nào nhận hết. Như vậy là họ nói sai rồi, bệnh viện họ không muốn nhận, họ vẫn không nhận quý vị. Cuối cùng thì phải nhờ một cái sự quen biết, phải quen biết thì mới đưa được vào bệnh viện nhiệt đới. Và hiện tại thì cậu với dì đang nằm ở trong bệnh viện đó. Và đứa em là đứa con của cậu dì cũng bị bệnh và cũng ở trong bệnh viện đó luôn. Phải có sự quen biết thì nó mới dễ dàng mọi chuyện quý vị ơi. Rất là cái thời gian này là đang nóng bỏng bên Việt Nam. Quý vị cũng biết là cô nữ nghệ sĩ Bạch Mai bên Việt Nam hiện tại cũng đang nằm trong bệnh viện, coi như phòng cấp cứu bên Việt Nam đó quý vị. Mà trước đó thì hai người em của cô cũng đã mất qua đời do cái căn bệnh COVID-19 này. Coi như là cái khu nhà của cô Bạch Mai thì cái người hôm bữa trước Lon Lộc có nói với quý vị mà cô chết vì COVID là cô may quần áo mà Hồ Quảng đó quý vị. Thì sống ở gần nhau lắm, cái khu đó nhà nào cũng nhỏ và cũng khá là đông người. Thì nói là đóng lại nhưng mà người ta cũng sinh hoạt chung nhau, và khi mà đã bệnh rồi thì hàng loạt bị bệnh luôn, chứ không phải là một người hay là hai người. Hiện tại thì cô Bạch Mai đang nằm trong phòng cấp cứu và nằm một thời gian cũng đã mấy tuần lễ rồi quý vị. Bây giờ Hồng Loan cũng cầu xin quý vị hãy cùng với Hồng Loan cầu xin cho cô được tai qua nạn khỏi. Mà Hồng Loan cũng nghĩ là nếu như ở Việt Nam mà chúng ta mà bị dương tính với COVID-19 thì mình đừng có hoảng hốt, ngoại trừ khi nào mà mình không thở được, mình khó thở quá thì mình mới cần đi vô bệnh viện để cấp cứu thôi. Còn nếu không thì giống như mà ở Bộ Y tế nói là cho thuốc để mình cho thuốc để mình tự mình chữa trị ở nhà, thì Hồng Loan thấy nó lại tốt hơn, hữu hiệu hơn quý vị. Nhiều khi vô bệnh viện mình không có người thân ở trong nhà, ví dụ trong nhà mình tự cách ly ở trong một cái phòng, rồi người thân của mình ở bên ngoài có thể chăm sóc cho mình đồ ăn, thức uống và thuốc men. Nhiều khi thuốc men cũng không có đầy đủ những cái vitamin, như Hồng Loan nhắc với quý vị là nhớ là vitamin C 1000mg là thường xuyên, mà nếu như mà mình bị bệnh rồi á, thì mình nên uống vitamin C mà 2000mg, và vitamin D là DIU là 2000 luôn nha quý vị. Đó thì đó là những cái vitamin để mà bổ sung thêm. Ngoài ra thì nhà nước cũng sẽ cung cấp cho mình thêm những cái thuốc kháng sinh để mà chống lại cái bệnh COVID-19. Như vậy thì nó ổn hơn đó quý vị. Quý vị đừng hoảng hốt, bởi vì khi mình phát hiện mình dương tính là sợ quá, ai cũng muốn đi vào bệnh viện hết, tại vì họ quá sợ cái bệnh này. Thực ra thì ở đây, ở Mỹ đã trải qua những cái tháng khủng hoảng của Việt Nam mình từ hồi tháng 12, tháng 1, tháng 2 rồi. Cho nên ở đây mình bây giờ mình cũng
giống như là mình sống với Covid cho nên mình không có hoảng hốt nữa. Đó, cho nên Hồng Loan nhắc nhở quý vị đừng hoảng hốt và chúng ta hãy nên tự chữa bệnh ở nhà. Ngoại trừ khi nào không thở được thì mình mới cần những cái máy thở thì mình mới cần vào bệnh viện mà thôi. Có một số người làm ở trong bệnh viện thì họ nói nha, họ nói là vô bệnh viện là vô cái chỗ mà đầy virus, đầy những virus. Tại vì tất cả những người bệnh người ta vào đó thì họ mang những cái virus đó vào. Ngay cả bên Mỹ người ta cũng đã nói như vậy quý vị. Thì đúng rồi, trong bệnh viện là đủ thứ bệnh hết. Ngoài ra mà bệnh viện mà những cái phòng mà cấp cứu hiện tại bây giờ là toàn là những người dương tính với lại Covid-19 không. Thì mình nên tránh được, hoặc là nghĩ là tốt hơn, mình tự chữa trị ở nhà tốt hơn đó quý vị. Còn nếu những ai mà hiện tại giờ đang khỏe mạnh thì cố gắng hãy mình giữ, mình thấy mình làm thế nào mà mình hồi đó giờ làm sao thì mình ráng giữ như vậy, đừng có đi đâu khác, đừng đi xa. Nhớ uống vitamin vô nha quý vị nha. Zinc C, bữa Hồng Loan có nhắc quý vị, zinc C, vitamin D, vitamin C, ba cái đó để mà giúp cơ thể chúng ta mạnh, khi mà mình có lỡ bị nhiễm thì nó cũng chống lại được, bởi vì mình có đủ sức khỏe đó quý vị. Còn ai mà đã được chích ngừa thì xin chúc mừng quý vị. Quý vị đã được coi như là được một cái đề kháng trong cơ thể quý vị rồi. Có gì niềm vui đây. Mình cũng muốn là ai người dân Việt Nam mình bất cứ nơi đâu ai cũng nhiều sức khỏe hết. Ok, hôm nay là kể chuyện cho nghe nha. Dạ. Hôm nào cũng kể mà. Kể những gì đây? Nghe đi rồi sẽ biết. Thì quý vị cũng biết là bên Mỹ đó, không phải là nơi nào mình câu cá cũng được. Có những chỗ người ta cho câu và những chỗ người ta cấm, người ta không cho câu. Ha, thì anh đang ngồi anh câu gì thì có một người lại dỗ dài búp một cái, cái này hello anh bạn, cái nói hello, cái người kia hỏi hôm nay câu cá được không, cái anh này nói trời ơi quá được, là lần khác anh có tưởng tượng không, hôm qua tôi câu có 5 kg, hôm nay tôi câu tới 10 kg luôn á, dữ vậy đó. Cái người hỏi đó mới nói anh à, anh có biết là anh đang nói chuyện với ai không, cái người này mới nói ủa anh là ai vậy, tôi xin giới thiệu với anh, tôi chính là bảo vệ của khu vực này. Cái người này câu cá đó, cái mới nói vậy là chắc anh chưa biết tôi là ai rồi. Cái anh bảo vệ mới hỏi ủa anh là ai vậy, tôi hả, tôi 3 năm liền đoạt chức vô địch nổi láo thành phố. Vậy là cái câu 50 kg là nói láo à, giờ anh đặt chức vô địch. Tưởng nói tôi là ai, tôi là con ông cháu cha gì dữ dội lắm. Thì cái này là giống như là vỏ quýt dày mà có móng tay nhọn đó. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị đã yêu thương và cho Loan Lộc có được nút bạc. Nút bạc tới nay chưa gửi về tới nữa. Khi nào gửi về mình sẽ live stream khoe cái nút bạc coi nó ra sao. Có người đoán nói là tôi đoán là 27 tháng 8 sẽ gửi về cho Lộc Loan. Có người đoán, nếu mà đúng thì cho người cho giải thưởng. À, có nghĩa là người này là có lẽ là đã biết ai chắc biết nhận rồi, được chắc biết rồi, hay sao? Cái ngày đó là cái ngày mà cứ mỗi tháng họ sẽ gửi cái nút bạc về. Chắc vậy quá. Chắc là vậy nha. Có dấu gì không đó. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Lan Lộc xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.